Đợt này xe xuống cấp quá, mấy tháng không kịp báo trì. Vành lượn thì như dòng mùa, thấy số khung cùng đã mờ. Vì tiền lương chưa thấy về, dù lòng rất muốn đổ xe. Người yêu ngồi kêu nhiều quá, dập mông vì gặp ô ga. Cửa hàng đổ xe xa quá, mãi tiếp bên Nguyễn Khánh Toàn. Nhà mình thì tận bên Cầu Giấy, nếu dắt qua cũng chết mệt. Giờ mình đánh phái dắt bộ mệt bồ bơ.